Mới đây tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Phát triển Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng xúc tiến đầu tư từ thị trường Hoa Kỳ. Khóa học đã thu hút gần 120 học viên đến từ Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công Thương và các doanh nghiệp. Tại chương trình tập huấn, các chuyên gia đã cung cấp kiến thức chuyên sâu về xu hướng hợp tác đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, văn hóa đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư Hoa Kỳ, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại thị trường Hoa Kỳ. Các học viên cũng được trao đổi nâng cao các kỹ năng chuyên nghiệp trong quản lý công tác tổ chức xúc tiến đầu tư tại nước ngoài để có thể tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư từ thị trường Hoa Kỳ nói riêng và các thị trường khác nói chung, từ đó tăng cường thu hút vốn đầu tư cho địa phương mình.